Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên Lao động .vn. Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3. Vùng núi trời chuyển mát, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ C, riêng vùng núi là từ 25 đến 28 độ C. Ngày mai ngày 5 tháng 4, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 40 đến 50%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn tại khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. Dưới đây là các thông tin chi tiết. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết biển. Về thời tiết biển, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, được dự báo có sóng cao từ 1 đến 2 mét. Còn vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, được dự báo có sóng cao từ 0,5 đến 1,5 mét, gió hướng Đông, biển động nhẹ. Còn về tình hình thời tiết tại Hà Nội, ngày mai thủ đô Hà Nội trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió rất mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của Báo Lao Động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.